Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bao Bồng TV. Thì đây là chiếc Nokia N70, cũng là một trong số những chiếc điện thoại cổ mà mình rất là thích. Rồi, bên cạnh này thì có một cái khe gắn thẻ nhớ nhưng mà nó mất cái nắp cao su rồi. Phía trên này là một cái nút tắt mở nguồn. Phía dưới là một cọng sạc tranh kim và một cái cọng để truyền dữ liệu thì phải. Ở mặt sau thì khi kéo xuống nó là một camera, kế bên là cái đèn flash. Ok. Ở phía trước này cũng có một cái camera nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong menu chính để xem cái giao diện của nó. Chiếc máy này đang chạy một cái theme Pikachu, chứ cái theme gốc của nó sẽ không như vậy nha các bạn. Rồi, một cái theme rất là đẹp. Hiện tại trong máy có một cái thẻ nhớ 128 MB. Để mình xem cái bộ nhớ máy của nó là bao nhiêu MB. Nó không có ghi tổng, nhưng mà mình đếm sơ sơ thì nó khoảng 20 MB, khoảng 25 MB bộ nhớ trong. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử chụp cái camera nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Sao camera nó cứ bị nhảy ra ngoài ta? Đây là camera trước. Ok. Mình thấy với một chiếc điện thoại cổ thì những tấm hình này chụp cũng khá ổn các bạn. Mình tạm gọi là đẹp đi ha. Tại vì cái thẻ cọ mà chụp như vậy mình thấy cũng khá là đẹp, rất là sáng và sắc nét luôn, màu rất là tươi. Đây, con Ladybot chụp lên rất là đẹp luôn, màu đỏ rất là tươi và đậm. Tiếp theo mình sẽ nghe thử một bài hát. Ở đây thì mình có copy được một bài. Ok. Thì về phần nghe nhạc, mình đánh giá cái loa của con N70 rất là ngon nè các bạn. Rất là to và rõ luôn, không có bị rè. Tiếp theo mình sẽ xem thử một đoạn clip mà mình có copy vào thẻ nhớ. Rồi, ok. Xem clip trên chiếc N70 thì cũng rất là mượt luôn các bạn. Ở đây thì mình có cài sẵn một vài tựa game này nè. Skyfox, đây. Một tựa game mà mình rất là mê trên dòng điện thoại chạy Symbian OS. Rồi, vậy là mình đã đi sơ qua một vài cái chức năng của chiếc Nokia N70 rồi nha các bạn. Nói chung thì mọi thứ rất là ok luôn. Nghe nhạc, xem phim, chụp hình, chơi game rất là mượt. Mình rất là thích sưu tầm những dòng điện thoại cổ và lưu lại những cái kỷ niệm bằng cách quay lại video. Và cũng để cho các bạn sau này muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn hồi tưởng lại những cái chiếc điện thoại mình đã dùng thì có thể dễ dàng tìm kiếm được ở trên kênh YouTube của mình. Rồi, nếu các bạn cũng cùng sở thích là sưu tầm những dòng điện thoại cổ như mình thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Rồi, còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.